Xin chào các bạn đã đến video của mình. Trong video lần này chúng mình cùng vào bếp làm món ớt xào sả nghệ nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình tầm 3 con ớt khoảng 6 đến 7 lạng. Một số nguyên liệu đi kèm gồm có nước mắm, đường, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn, bột nghệ, 3 cây sả, 2 tép tỏi và ớt. Đấy thì các bạn sẽ cho một ít muối vào, mình bóp đều, rửa sạch để cho cái phần ớt của mình nó không bị tanh. Ớt sau khi đã được bóp muối và rửa sạch rồi, các bạn sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Ếch mình đã cắt xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 1 phần 2 muỗng canh nước mắm, 1 phần 2 muỗng canh bột nghệ, các bạn sẽ trộn đều và ướp cho mình tầm khoảng 20 phút cho nó thấm. Trong lúc chờ ướp ớt thì các bạn sẽ chuẩn bị cái phần sả, tỏi và ớt để mình xào chung nha. Sả thì mình sẽ cắt một ít mỏng chừa ra. Còn cái phần cọng còn lại thì các bạn sẽ băm nhuyễn. Tỏi thì mình sẽ đập dập và băm nhuyễn. Ớt thì các bạn sẽ thái vài lát mỏng mình chừa ra. Còn nửa trái còn lại thì mình cũng băm nhuyễn. Mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vào một cái chảo. Chờ dầu nóng thì các bạn sẽ cho cái phần tỏi vào, mình phi cho nó thơm lên. Tỏi mình sau khi đã được thơm rồi thì các bạn sẽ cho cái phần sả vào, mình xào luôn. Tỏi và sả của mình nó đã được thơm rồi thì các bạn sẽ cho 1 phần 2 muỗng cà phê bột nghệ vào, mình xào cho nó vàng lên. Cái phần ớt của mình hồi nãy giờ nó cũng được 20 phút rồi, bây giờ mình cho vào mình xào chung nha các bạn. Các bạn sẽ xào với lửa lớn và cho cái thịt ớt nó săn lại.
Tiếp theo thì các bạn sẽ nêm cho mình 1 phần 2 muỗng canh hạt nêm. Một ít bột ngọt. Và 1 phần 2 muỗng canh đường. Mình sẽ xào cho cái gia vị nó thấm đều trong ớt. Sau khi thịt ớt của mình nó đã được săn lại rồi thì các bạn sẽ cho một ít nước lọc vào cái thau ớt ớt của mình hồi nãy và cho vào ớt luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ đậy nắp lại và nấu ở lửa nhỏ giúp mình. Thỉnh thoảng thì các bạn cũng nên trở ớt nhẹ nhàng cho nó được thấm đều gia vị. Ớt của mình hồi nãy giờ cũng được 20 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sả cắt mỏng và ớt bằm vào. Các bạn sẽ để lửa nhỏ và cho nó cạn hết cái phần nước. Ớt mình cũng cạn hết nước rồi các bạn. Bây giờ mình tắt lửa mình nhấc xuống nha. Mình sẽ cho ớt ra một cái dĩa và dùng kèm với cơm nóng. Cho thêm vài lát ớt hồi nãy mình sắc mỏng đó các bạn. Vậy là món ớt kho xả nghệ của mình đã được thực hiện xong. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích món ăn do mình làm. Nếu thấy thích thì các bạn hãy ấn like và đăng ký ủng hộ tinh thần mình với nhé. Video là món ớt kho xả nghệ của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.